cái mà con đường Đặng Văn Ngữ này là công trình nó đang làm cống mà mưa như thế này rồi, nó có thằng thấy không, coi như là ngập không thoát được đó, đang làm không thoát được đó. Mình sẽ ghi lại hình ảnh tối nay là 29 tháng 9 đó, mưa lớn. Mà nếu mà ở trên kia nó dồn xuống, ở trên thượng nguồn nó dồn xuống mà coi như là đây cũng kẹt luôn, ứ động luôn, nước chưa tràn của nhà đâu, nó là nước bắt đầu tràn của nhà. Đường cống đang làm mưa thế này coi như là hết chảy luôn, ngập luôn. Mưa khoảng tiếng đồng hồ nữa là nước nó tràn vô nhà luôn. Xin cho đừng khóc một lần. Lạc lõng vô thường, thương nàng
hồn của Phi Nhung về nơi cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô